Nghe nói liên đoàn văn lang Westminster, California. Em tên là Lê Như Triết, thuộc về Sói Lạc Hồng, liên đoàn hướng đạo văn lang, California. Xin trân trọng kính chào quý vị quan khách, quý trưởng, quý phụ huynh và hướng đạo sinh. Tối nay, liên đoàn hướng đạo văn lang xin trình bày vở kịch Bó Đũa, Túi Bạc. Nói lên tinh thần đoàn kết gây sức mạnh. Ngày xưa, tại một ngôi làng nọ ở Việt Nam, có một gia đình gồm một ông cha già và 7 đứa con. Ông bố rất buồn vì các con của ông không biết nhường nhịn, thương yêu, đùm bọc nhau. Vào ngày mùng 1 Tết, nhân lúc các con tụ họp để chúc thọ cha, ông đem ra một bó đũa và một túi bạc trên bàn. Tất cả các con cùng nói: được luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Ông lão cảm ơn các con, chỉ vào bó đũa và túi bạc mà bảo rằng: hễ đứa nào bẻ gãy bó đũa này, ta sẽ lì xì cho túi bạc. Các con nghe bố nói thế, người nào cũng ham hở tranh giành nhau để thử. Người con trưởng: anh là anh hai, được quyền thử trước. Rồi anh dùng cả hai tay nắm bó đũa, ráng bẻ trên đùi, sau cổ, nhưng không làm gãy được. Anh bực tức bỏ đũa xuống. Người con thứ hai: anh hai không biết cắt bẻ gì cả, để em. Anh cầm bó đũa vào nách, đập trên đầu, bó đũa vẫn y nguyên. Đứa con thứ ba: dễ mà, tới bên con. Cô Phùng Măng trợn mắt, đưa bó đũa vào ngực, vào bụng, ráng bẻ, nhưng vẫn không ăn thua gì. Đứa con thứ tư: má anh chị này tệ quá, bó đũa này mà vậy mà cũng không bẻ được. Anh gắng sức
xuống tấn, cầm bó đũa, bạn xoay vòng vòng, rồi lắc đầu thở ra và nói, khó quá ta. Đức ông thứ bảy, rụt rè, đứng khóc và nói, mấy anh chị lớn mà không ai được, bẻ được, thì con làm sao đây? Cũng cầm bó đũa, ráng bẻ xong, bỏ xuống ngay. Bây giờ, người cha mới từ từ đứng dậy, lấy từng chiếc đũa, đưa cho mỗi người con một miếng và bảo, bây giờ mỗi đứa tự bẻ đi. Các con, mỗi người làm theo lời bố, thì bẻ được chiếc đũa dễ dàng. Tất cả đều nói, dễ quá ha. Người cha lúc đó mới bảo, các con nên nhớ làm việc gì, dù nhỏ, dù lớn. Nếu mỗi người cứu một mình đứng riêng rẽ, thì dù có giỏi cách mấy, cũng không thành công. Tuy nhiên, nếu hợp nhau lại, đồng tâm, chung lưng, góp sức mạnh, đoàn kết thành một khối, thì việc gì cũng có thể làm được. Bây giờ, bảy đứa con thủ hợp lại, xem có bẻ gãy được bó đũa này không. Bảy anh em nghe lời cha dạy, chia làm hai nhóm, mỗi nhóm nắm một đầu bó đũa, hô 1, 2, 3, đồng bẻ một lần và bẻ gãy được bó đũa. Người cha vui mừng vì các con đã được học lời dạy của mình, lấy túi bạc đưa cho mỗi người con. Trưởng bảo phân chia đều cho các em. Vở kịch bó đũa túi bạc chấm dứt. Wow. Please give a big round of applause for Linh Đoàn Văn Lang. Thank you.
Lavang Wilson Sessions.
gió lùa về muôn cây rêu vi vu, tựa như tiếng than vãn bao đau thương miên man suốt trong đêm trường. Trên không gian mênh mang mây đen tìm nhau kéo về mà mang theo mưa rông, từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên anh nghĩa trang lạnh lùng. Gió vẫn reo lời hát. Hồng San Jose, California.
is their story. Đây nè.
bạn ấy đấy. Igor, em... Con đâu biết đâu. Chim này phá rồi hả? Đi quỳ gói đi. Ồ, ông ơi, cháu biết rồi. Cậu chim số 1, cậu có thể hỏi, cậu có thể giúp cháu được không? Làm cái gì? Làm con ếch này nó cười để nó trả lại nước cho mình. Ok. Ok. Cậu chim số 2, cậu có thể giúp cháu được không? Làm cái gì? Làm cho con ếch bên kia kìa, nó cười nó trả lại nước cho mình. Thank you. Hey, hey, what's brown and sticky? Yay. Black chocolate. Hey, what's red and looks like a bucket? Yay. A red bucket. Brown and sticky. Melted chocolate. Not a stick. Sao là mình chưa có chương trình văn nghệ gì hết cha? Ê, nhức đầu quá, suy nghĩ hoài không ra. Chưởng đi đâu vậy? Khỏe không? Làm gì mà suy tư đâm chiêu quá vậy? Đi đâu vậy? Tôi đang suy nghĩ cho chương trình văn nghệ tối nay. Trời, văn nghệ cũng phải suy nghĩ à? Tôi chuẩn bị sẵn cho chưởng rồi. Ủa, có rồi hả? Có tiết mục múa ba truyền thống ba miền luôn. Bắc, Trung, Nam đàng hoàng. Mặc áo dài đàng hoàng luôn. Vậy luôn hả? Ừ. Đâu, chuẩn thử cho tôi coi. Nè, tôi mới tập hồi sáng, tôi thấy mấy em nó đứng vậy nè.
mấy em mới đứng dậy phải không? Cái nó quay quạt rồi đó, cái nó để vậy nè, nó nhúng. Có vậy nữa hả? Quá hay luôn. Phải hay thôi. Nghe trưởng ơi, trưởng múa tôi thấy ghê quá. Thôi, bây giờ trưởng ơi chứng minh cho tôi coi, tôi thấy trưởng múa tôi thấy ghê quá. Được, mời mấy em vô múa liền cho trưởng. Ok, rồi, vậy mới được chứ. Sao không thấy ai hết? Trời, 8 giờ tối tới thui còn đeo kiếm. Trời, nhiều người quá. Chào trưởng, trưởng đi đâu đây? Trời. Chào trưởng, chào trưởng. Chào trưởng. Ủa, đâu đây? Chúng tôi đang chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho tối nay. Chuẩn bị đó hả? Ừ. Chuẩn bị chứ. Trời ơi. Trời, trưởng không biết hả, mấy đoàn khác người ta chuẩn bị văn nghệ rất là coi như là 1 tháng, 2 tháng luôn á. Mình chưa chuẩn bị, hôm nay mới suy nghĩ, tôi chưa suy nghĩ ra gì hết á. Trời, văn nghệ lửa trại mà còn chuẩn bị nữa. Chứ vậy trưởng sao? Ý trưởng thì sắp sẵn là phải chuẩn bị. Trời ơi, hướng đạo là phải instant noodles. Ồ, tôi biết. Tức là đem gói mì lên, đổ nước sôi lên sân khấu ăn. Vậy. Phải vậy không, đúng không? Không, người ta làm rồi. Còn làm rồi á hả? Nè, mấy trưởng, tên của liên đoàn mình là gì? Bạch Đằng. Bạch Đằng viết tắt là gì? BD. BD. Ê, 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 chữ B, chữ D, tiếng Việt Nam hả? Bờ đờ. Nghĩa là bụi đời. Bụi đời. Hay à nha. Đoàn mình từ xưa tới nay đi
chạy nào, cũng đâu bao giờ mà tập trước văn nghệ đâu trời. Bây giờ mình phải đem tinh thần của đàn mình lên đây. Ok thôi. Lên sân khấu lớn của TT9 by này. Bây giờ trưởng nói vậy thôi, trưởng thực hành liền đi, nói không tin. Ok. Sao trăm nghe không bằng. Mời thầy, mình tập cả tháng. Thầy văn liền là như vậy nè. Trời ơi, dữ vậy ta. Đi đâu đông quá. Thôi để nó luôn. Chị chào mấy em. Hai trưởng này đó quên ăn mì ăn liền rồi. Chị cho mấy em 10 giây để mà nghĩ ra một cái tiết mục. Trời, để 10 mà giây à? 10 giây thôi à? Để mà trình diễn một cái tiết mục cho hai trưởng này xem. Bắt đầu nha. Chị đếm ra. 10 9 8 7 6 5. Ôi trời ơi. Trời, mới có năm giây nha. Mới có 5 giây à? Trời ơi. Cái này là quá dữ luôn đó nha. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, đi xe cát, đi xe cát, con bướm bay lên thiên đàng, con bướm bay lên thiên đàng, em ngồi xem, em ngồi xem. Cái này đúng là mì ăn liền nè. Thấy năm thấy không? Thấy không? Chỉ có 5 xế cần thôi. Nhanh hơn nấu nước sôi. Nhây quá này. Trời, nước sôi người ta chế mì vô 3 phút mà mới có 5 giây à. Thiệt tình vậy. Rồi. Trưởng rất là hay. Tôi rất là khâm phục trưởng. Good. Good. Very I like good. It. I like it. Nhưng mà trưởng ơi, nó nghe trưởng nè. Nãy giờ tôi giỡn thôi chứ tôi cũng có tiết mục á. Cái ông này ông rảnh vậy? Có tin mục rồi đi hỏi chị ạ. Tại vì tôi muốn góp thêm idea thôi. Sắp bạo luôn á. Tự cho mình phải có nhiều idea mình gom lại không? Nhiều idea mình gom lại một cục. Đó. Xong cái mình bung ra một đống. Đó, lúc là lại. Hả không? Chăng ghê mà chứng làm cái gì? Một cục, một đống. Ok. Để tôi chứng minh cho mấy trưởng coi nè. Chứng làm ai? Nè nè nè, mấy trưởng đứng qua đó coi nè. Music down. Chuẩn bị cái coi. Vô mẹ. Là buổi đời. Trời ơi, đúng đúng gu của em quá. Thời gian buổi đời. Thật là te tua tơi thả. Cái này là do mấy em tự mà thiết kế luôn á. Vậy đó hả? Ừ. Ồ, hèn gì. Hồi nãy á, em thấy tụi nó lấy áo em xé tùm lum hết trơn á. Thì sao? Hôm qua mất cái áo ở đây á hả? Đúng rồi. Thì đó là vậy. Let you guys know that we're representing Hung Vuong, California. Woo! 1003. Yeah. All right. Well, pretty much, Kevin, you know that TC9 is ending pretty soon, right? Oh man, dude, we gotta end it big. All right. So, what do you think the crowd want? What they want? Rap? Yeah. Rap?
Or poetry. Yo. Don't ask the audience. Don't ask us. We'll do both of them right here, right now, man. Just all right, how about you go first? All right, I got this. All right, guys. Can I get a little spotlight over here? All right. I'm going to do a little poetry, all right? And I wrote this just yesterday. Hi, everybody. I'm Kevin Mai, and I want to tell you a little bit by myself, because we each got memories hidden up upon the shelf. I'm 19 years young and no girlfriend at home, but if you chicas over 18 want to listen, take a listen to this poem or what I have written, just try to envision the mission of which I'm spitting, just trying to get your phone number. Because I want more than an image of the past. I want this friendship to last more than these days gone fast. And ask me how I'm doing and if I can be your friend. Because it seems to be the best of the TT9 trend. And I have to say thanks to the staff. And I have to say that the days spent working, I cannot repay. But the way the games were held allowed me to meet all the friends in competition that I eventually got to beat. Like Team 13, word. Picking up ping pong balls with chopstick pride or tearing up the floor in the slip and slide. And I'd much rather not do push-ups again. Because it too quickly separated the boys from the men. And it's not that I'm weak, but it just kept getting girls looking at my bulging biceps. And let me say this for all of mankind. It was epic having Mario here at TT9. And yeah, I came to TT9 looking for more friends. A friend who was loyal through the trouble and toil, but the turmoil is shared between one another. That sister from another mister, brother from another mother, ain't no one gonna replace the other, is what I'm looking for. And trust is a must, nothing come between us, cause this is a lifetime commitment, and a little bit different than husband and wife, cause you befriend me, you stuck beyond your life. And scratch my back and I'll scratch yours, and bore, dumb is a word that we'll never know. We'll laugh to the max wherever we go, and we'll stop. Only to remember the times, to remember the words, to remember the lines. Then we'll log on to Facebook just to check all the pics. And some of us guys will hoot and holler at chicks. But photos are to put memories on replay and replay. So logging on Facebook will be like TiVo in a way. So as the week closes here at TT9, we'll push back the sun just to give us more time. Well, we'll remember these moments that we will have shared. We'll gaze at the moon and stars and stare. Building bonds is what TT9's about. So for this last part, I'm gonna give some shout-outs.